diễn ra xung quanh mình. Khái niệm cung cầu vô cùng đơn giản mà tôi sẽ giới thiệu với bạn ngay sau đây. Cung là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người bán hàng sẵn sàng bán ở mức giá nhất định. Còn cầu là số lượng hàng hóa mà dịch vụ mà người mua mong muốn nó và có khả năng mua tại mức giá nhất định. Hãy tưởng tượng, tôi là người bán và muốn bán cho mọi người những quả cam. Khi tôi bán giá cao, người mua sẽ không muốn mua. Và trong lúc này, tôi phải giảm giá xuống khi mọi người mua nhiều quả cam vì giá nó rẻ. Nếu xét về phía người mua, đây được gọi là quy luật về cầu. Khi cầu tăng, giá sẽ giảm và ngược lại. Còn nếu xét về phía người bán luôn luôn muốn bán được với mức giá cao nên sẵn sàng trồng nhiều cam hơn để bán. Đó là quy luật về cung. Vậy người bán thì luôn luôn muốn bán với giá cao vì họ cần tiền. Còn người mua thì luôn muốn mua với giá thấp vì họ muốn tiết kiệm. Trong lúc này, giá cả sẽ được điều chỉnh đến mức mà ở đó cả người mua và người bán đều cảm thấy hài lòng. Đây được gọi là điểm cân bằng của thị trường. Tuy nhiên trên thực tế thì không đơn giản như vậy đâu. Hãy quay lại thí dụ trên, lượng người mua sẽ tăng vì giá giảm xuống khi nó quá rẻ. Thế liệu có trường hợp nào mà giá tăng mà mọi người vẫn muốn mua nhiều cam hơn không? Câu trả lời là có. Giả sử Bộ Y tế vừa thông tin với mọi người một nghiên cứu mới cho thấy ăn nhiều cam sẽ có lợi cho sức khỏe, gia tăng sức đề kháng của bạn và ngừa ung thư chẳng hạn. Thì lúc này đây, rất nhiều người sẵn sàng mua nhiều cam về ăn dù giá của nó có cao như thế nào đi chăng nữa. Thế còn cung thì sao nhỉ? Liệu có khi nào tôi bán ít lại với giá bán tăng lên mà người mua vẫn muốn mua không? Câu trả lời vẫn là có. Hãy tưởng tượng giả sử có một trận bão bất ngờ càn quét qua vườn cam của tôi. Lúc này, nhiều người muốn mua cam để ăn phòng bệnh mà cam lại ít. Đã thế, lại giá cao do nhiều người muốn mua. Thì lúc này đây, chỉ có những người có nhiều tiền mua lượng cam đó ở giá cao mới có thể mua nó. Còn tôi và bạn thì chúng ta đành chấp nhận chuyển qua ăn trái cây khác rẻ hơn vậy. Bạn thấy đấy, quy luật cung cầu thật dễ hiểu phải không nào? Từ những kiến thức trên, bạn cũng sẽ dễ dàng biết được thêm điều chỉnh giá cả sản phẩm cho phù hợp với thị trường kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ dễ dàng đoán được nếu có sự kiện nào đó bất ngờ xảy ra như dịch coronavirus hay là Covid năm 2019 vừa rồi, thì giá cả các hàng hóa sẽ biến động tương quan như thế nào. Hãy comment cho tôi biết điều gì mà tôi còn bỏ sót về quy luật cung cầu này nữa hay không.